Trên con đường cao tốc có một con BMW kép của một anh chàng đại gia nào đó đang phi xe với tốc độ 200 km/h thì đột nhiên phát hiện có điểm bất thường từ bầu trời nên bị mất tập trung lái xe. Kết quả là xoay vô lăng cộng với quán tính 200 lực Newton thì anh bị hất văng ra ngoài. Vụ tai nạn này khiến anh bị hôn mê và trong cơn mơ màng này xuất hiện một cô gái bước ra. Cô ta đi đến sờ mó vào cơ thể tám múi của anh với hít hà mùi cơ thể của anh thơm quá. Kiểm tra anh ta một vòng thì chiếc xe bỗng nhiên phát nổ, cô ta cũng kịp dùng lá chắn bảo vệ nhưng vì vụ nổ như Big Bang nên khiến cô ta phọt ra máu. Một vài giọt máu của cô ta rơi xuống tay anh còn bản thân thì bị ngã rơi xuống hồ nước chìm nghỉm. Có một hạt gì đó bị bắn ra từ cô gái như một hạt diamond màu xanh nằm gọn trong tay anh. Anh cứ hôn mê mãi 1-2 tuần mới tỉnh lại, trên gương mặt đổ mồ hôi rất nhiều. Hóa ra anh ta là Phương Lãnh, sếp tổng của một công ty lớn và gia thế nhà anh ta rất khủng, cái gì cũng riêng biệt chứ không chung với ai, ví dụ như tên bác sĩ kia. Cô gái kỳ lạ ngoài hành tinh kia cũng bước từ dưới nước lên, ông lão ngồi câu cá ở đó nhìn thấy cô ta dọa cho kinh quá liền chạy mất dép. Cô ta có người bạn là con rùa, lúc chuẩn bị liên lạc lại với tổng bộ thì nhận ra mất một máy tín hiệu là cái viên xanh trong tay nam chính. Anh giai Phương Lãnh đang tắm rửa rồi khoác lên mình bộ vest sặc mùi tiền, anh sống trong căn penthouse xa hoa bậc nhất Bắc Kinh. Nhưng hiện tại công ty anh đang có một đống nữ nhân mặc váy cưới. Anh vừa đi tới, cánh nhà báo súng lại bao quanh anh ra hàng đống câu hỏi, anh trả lời đám phóng viên xong rồi nhanh chóng lên phòng chủ tịch của mình rồi bắt đầu phỏng vấn mấy cô nàng mặc váy cưới. Từng người một đều được tới phỏng vấn, nam chính không nói gì nhiều chỉ đưa ra những yêu cầu mà đám con gái đó thích thành công bịt miệng mấy bà đấy. Nữ chính ngồi bên công viên vẽ lại cơ tám múi của nam chính, đột nhiên nhớ ra đang ở trái đất thì không thể ăn mặc như thế này và cô ta quyết định đi tới Vincom bà Triệu để mua thay đồ. Cô ta dùng siêu năng lực của mình nên đi tới đâu có bộ váy nào ưng mắt là cua tay một cái bộ đồ đó tự nhiên nhảy vào người cô. Đúng là sau khi lên đồ nhìn xinh khủng khiếp. Cô ta vừa thay được bộ váy cưới lộng lẫy lên người thì bị bảo vệ đuổi bắt, sợ quá nên chạy ra ngoài đường thì có một đống xe ô tô đang di chuyển. Bỗng chốc ký ức nổ xe hôm đó khiến cô ta sợ hãi nên ngồi xuống làm phép cho thời gian ngưng động. Nam chính cũng đang đi xe thì suýt đâm vào cô, nhưng chỉ có anh là người duy nhất nhìn thấy sự kỳ lạ này. Mọi người ngừng chuyển động, chỉ có cô ta nhảy nhót chạy qua xe anh. Được 5 giây thì mọi thứ trở lại nguyên vẹn. Đến tối cô nàng lạc vào một căn phòng thác loạn có rất nhiều anh giai mặc quần cà hẩy, lần đầu thấy trai nên mê tít. Lại có một anh giai ngồi vừa hát vừa đàn. Có điện thoại nên chạy đi nghe máy nên cô không lại gần được anh. Lúc tan tiệc thì cũng là lúc bị chủ quán giữ lại bắt trả tiền. Bà chị tưởng vớ được món ngon ai ngờ cô ta không có xu nào dính đít. Vì để trả nợ nên cô nàng bán thân cho bà chị kia làm shipper để trả nợ, lại còn không có tên nên bà chủ ưu ái đặt cho cô cái tên là Sài Tiểu Thất. Rất nhanh chóng người đầu tiên cô nàng giao hàng là em trai của Phương Lãnh là Phương Liệt, hóa ra anh giai đó nhờ cô giả làm mình để anh được trốn ra ngoài. Phương Lãnh đi vào phòng mới phát hiện ra. Thế là tối hôm đó Phương Lãnh tới hẳn nhà hàng cô đang làm việc để bắt cô nàng phục vụ cho mình. Trong lúc nấu ăn bị cháy anh liền ga lăng cởi áo ra dập đám cháy để lộ cơ bắp khiến cô nàng hít hà hơi anh chàng như chưa bao giờ được hít. Với sức ép của Phương Lãnh mà cô đã lỡ mồm khai ra nơi Phương Liệt đang ở đâu nên cô nàng tức tốc dịch chuyển thời gian đi thông báo cho anh nhưng anh rất đắc ý vì không lo bị anh giai bắt. Nhưng chỉ một lúc sau Phương Lãnh dùng một đống vệ sĩ đi theo bắt anh giai về nên cả hai cùng nhau ăn vạ nên Phương Lãnh phải đưa cả hai đứa về nhà. Đêm đó mỗi người một phòng, nhưng Tiểu Thất không chịu ngủ yên, cô nàng đi tìm tín hiệu của mọi khắp nhà của Phương Lãnh, đúng lúc anh đang thắm, nhìn được cơ thể cuồn cuộn kia chắc nứng lắm cứ nhìn thôi. Nhưng đang ngắm người ta thì phát ra tiếng động nên cô mê mẩn chạy đi, Phương Lãnh ra ngoài kiểm tra thì lại nhìn được điều bất ổn có quyển sách bay lên tủ sách. Đến khi về ngủ Tiểu Sát cũng không tha, cô đi thẳng vào phòng anh kiểm tra trên người anh luôn thế là bị anh bắt tay đè ra giường. Nhanh chóng thôi Tiểu Sát bị nam chính đuổi thẳng cổ. Ngày hôm sau, nữ thần vừa đáp máy bay đi xuống này là Giang Tuyết, gia thế của cô nàng cũng khủng lắm và muốn đi gặp Phương Lãnh. Còn anh lúc này đang đi đến công ty làm việc, Tiểu Thất cũng lẻn đi đến công ty anh để tìm tín hiệu. Lại một lần nữa anh nhìn thấy thứ mà mọi người không nhìn được là mọi người bất động trong 5 giây và chỉ có duy nhất Tiểu Thất di chuyển. Cô lên đến phòng anh lục lọi đồ để tìm thì anh tới, không trốn được lâu thì anh nói tôi cho 3 giây ra đây nếu không thì đừng trách. Thế là cô bước ra hai người nói chuyện nhưng không hợp tính thành ra cãi nhau rồi cô bỏ về. Vì tới công ty không gặp được Phương Lãnh nên Giang Tuyết đã cố tình phá xe của anh. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi chỉ diễn ra trong đúng 30 giây vì cô bị bố mình gặp xe mắt. Đồng thời Phương Liệt nhận được tin nhắn của Giang Tuyết xong bỗng nhiên nhớ lại thời thanh xuân vườn trường của mình vội vã chạy đi tìm Tiểu Thất uống rượu giải sầu. Vì say quá mà Phương Liệt túm lấy tay của Tiểu Thất còn nhìn nhầm cô thành Giang Tuyết, tiện tay bóc một lớp màng bảo vệ gì đó của cô mà khiến cô run rẩy lạnh sắp chết. Phương Lãnh cũng đã tới, cho người mang thằng em về còn anh thì đi tìm Tiểu Thất.
Lúc này cô đang rét run, anh ôm cô chuẩn bị đưa đi bệnh viện thì cô ôm chặt lấy anh nói không cần. Lạ thay nhiệt độ cơ thể anh ấm lạ thường khiến cô nàng thoải mái. Trong lúc mê man vì lạnh, lại còn ôm đúng người nên hai người chẳng may môi gặp môi. Thấy gái sắp chết vì lạnh nên Phương tổng của chúng ta rất ga lăng, anh cởi áo cho cô mặc rồi nhân tiện ôm luôn cô vào lòng. Thế là hai người ôm nhau ngồi ngủ đến sáng cho đến khi chị Sài đi xuống thấy và chụp vài tấm. Hai anh em Phương tổng có vẻ không thân nhau lắm, một người là chủ tịch tập đoàn lớn mạnh còn một người chỉ thích vẽ tranh. Chính vì thế mà đôi khi hai anh em cũng mâu thuẫn lắm, lại còn đánh nhau tưng bừng. Phương Lãnh xách tay Phương Liệt đi ra ngoài gặp ngay Tiểu Thất đang muốn gặp nam chính. Vừa gặp một cái thì cô nhảy bổ vào ôm lấy Phương Lãnh để xem xét lại việc tại sao khi ở cạnh anh ta cô không dùng được siêu năng lực. Thế là Phương Liệt chạy mất, cô càng có cơ hội ôm chặt lấy nam chính, vì mọi người xung quanh đang bàn tán thế là Phương tổng đẩy cô vào tường rồi chửi cô một trận vì cô toàn nói mấy cái linh tinh. Thì cũng đúng thôi, cô là người ngoài hành tinh chứ có phải trái đất đâu mà anh hiểu được. Nếu hiểu được thì hai người đã là đồng loại rồi. Phương Lãnh vừa lên xe để đi học, mở tài liệu ra lại nhìn thấy tờ rơi của Tiểu Thất, đang khó chịu thì lại 12 chiếu khọ lên và cho bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt không cho cô ta vào. Phương Lãnh tìm Giang Tuyết bàn công việc thì Tiểu Thất tìm được Phương Liệt, thế là hai người chơi với nhau cả buổi, anh họa cho cô một bức rồi còn tiện tại bôi sơn vào mồm cô, thật là tốt bụng. Phương Liệt sau khi về xin tiền mẹ tiêu qua ngày thì vất luôn ví ở nhà. Bà mở ra thì nhìn thấy cô gái trong ảnh ở ví con trai mình chính là người xem mắt của Phương Lãnh nên bà lập tức muốn gặp cô ta. Phương Lãnh muốn Tiểu Thất bận sờ mờ lờ để cô ta không quấy rầy anh em họ nữa. Thế là sáng hôm sau, cả trăm đơn hàng được cô mang đi nhưng vì không biết đi xe mà ngã rơi xuống cống. Phương Lãnh thấy lâu quá bèn đi tìm thì nhìn thấy cô đang nhem nhuốc ở trong cống rồi. Thế là anh liền đưa cô đi vào Vincom để thay đồ. Cô lo lắng rằng mình ship đồ không kịp mà Phương Lãnh cứ bắt cô tắm. Thế là cô đành dùng năng lực để xử lý việc shipper. Điều này khiến cả thế giới bất động và nam chính cảm thấy khó hiểu bèn đuổi theo Tiểu Thất để kiểm tra nhưng lại bị cô lừa cho phát. Tới lúc chạy lên phòng check cô gái này thì lại thấy cô ta đang tắm. Anh nghĩ anh bị ảo giác thật rồi nên đi tìm bác sĩ chữa bệnh. Tiểu Bu là con rùa biết nói chuyện là bạn đồng hành của Tiểu Thất. Mỗi lần có gì không vui hay không ưng ý cô ta liền nói chuyện với con rùa của mình. Được một lúc thì chị Sài dẫn cô tới công ty Phương Lãnh. Vào đến nơi cô cũng mang một đống đồ ăn tới. Anh kêu không muốn ăn vì đang làm việc nhưng bị cô nàng đút cho nên vẫn phải há mồm ra ăn. Sau khi được Tiểu Thất đút cháo cho ăn thì bỗng dưng anh bị nôn nao trong người như kiểu trong cháo có thuốc kích thích. Đúng lúc này Giang Tuyết đi tới, anh mê man nhớ lại gì đó và gọi cô là Tiểu Tuyết. Lúc này Tiểu Thất quay lại, nhìn thấy Phương Lãnh như vậy cô nàng không chần chừ mà cõng anh lên vai chạy thật nhanh tới bệnh viện. Bắt được taxi thì đường tắc, nhanh chóng cô nàng nhìn ra chiếc xe máy nên sử dụng luôn. Cô nàng sử dụng phép thuật để xe bay tới bệnh viện, lúc này Phương Lãnh cũng đã mở mắt ra nhưng anh không thể tin nổi nên đành cố gắng nghĩ đây chỉ là ảo giác mà thôi. Những kẻ bác sĩ ở đây đều là người mà mẹ kế anh bàn giao công việc. Chỉ chờ cơ hội đuổi được Tiểu Thất đi thì bọn chúng bắt đầu tiêm thuốc thôi miên cho anh và trên tay nàng có chìa khóa xe của anh nên vội vàng quay lại. Vừa đến cửa thì thấy bất ổn vì cửa khóa chặt, bên trong lại có tiếng xô xát. Cô nàng nhìn thấy bên trong hai người kia đang ép anh phải tiêm thuốc thế là cô xông vào cứu được anh. Để yên tâm thì tối hôm đó Tiểu Thất mang chăn gối đến xin anh được ngủ cùng và tất nhiên anh nằm giường còn cô nàng nằm đất. Vì mãi không ngủ được, Tiểu Thất lại nhìn anh một cách chăm chú như đang yêu đương vậy. Mãi chẳng ngủ được nên cô nàng đang rủ anh cùng thức với mình, cô dùng siêu năng lực biến ra không hệ ngân hà cho anh nhìn. Thật bất ngờ với khung cảnh trước mặt, một hệ ngân hà xinh đẹp được thu nhỏ trong không gian 3D mà hai người đang hít thở. Anh như chìm đắm vào sự đẹp đẽ này và bất chợt đưa tay nắm lấy tay của nàng. Bỗng nhiên bùng một cái, không biết là bị nổ do cái gì nhưng mà nữ chính văng ra nằm đè lên Phương Lãnh, còn anh thì ôm cô nàng. Sau màn ảo giác này họ quyết định đi ngủ mà không hiểu vì sao lúc thức dậy hai người đã chung giường. Phương Liệt tới gặp anh mình thì Giang Tuyết nhìn thấy anh đang dựng xe chuẩn bị phóng đi, thế là màn rượt đuổi BMW kép và BMW kép driver đuổi nhau trên đường cao tốc. Một lúc sau thì hai người họ đã uống rượu tại một quán bar ôn lại chuyện vũ. Cửa hàng của chị Sài bị người ta đập và làm hỏng, hỏi ra mới biết là do quán gửi đồ ăn ngộ độc cho một hot tiktoker Phương Lãng. Tiểu Thất không chịu được uất ức nên một mình chiến đấu với đám nhà báo. Cô nàng thuyết phục đủ các loại, còn lấy bánh ra ăn để chứng minh nhưng dường như không ai để cho lắm cho đến khi Phương Lãnh ngồi ô tô nhìn được thông tin này anh liền anh chóng tới chỗ Tiểu Thất. Mọi người đổ xô vào anh, đi đến đâu người bu đến đó và có một người đẩy Tiểu Thất ra và cô suýt ngã, may cho nam chính đỡ cho. Bị một đám người vây quanh như thế nên Phương Tổng đưa cô đến biển, anh mắng cô vì làm việc không suy nghĩ nên mới bị như vậy còn cô lại nói muốn gặp anh nên mới phải làm thế. Vừa dứt lời thì nam chính ôm chặt lấy cô, trời bỗng đổ cơn mưa trên biển đẹp tuyệt vời.
anh lại đột nhiên bị đau đầu như sắp nhớ ra điều gì đó. Về nhà, nam chính vô cùng thất thần vì anh không nhớ được cái gì ngoại trừ Tiểu Thất. Ngay sau đó anh đi tới quán ăn chị Sài để tìm Tiểu Thất. Để chuộc lỗi với anh nên cô đã chu đáo chuẩn bị cho anh một bàn ăn cơm với các món rất đa dạng. Ăn uống no say rồi trở về nhà. Anh bắt gặp Giang Tuyết đang ngồi ở nhà mình từ bao giờ rồi, nhưng anh không nhớ ra cô ta là ai nên thái độ rất dửng dưng. Giang Tuyết biết chuyện này nên đã chủ động chạy tới cô anh để diễn hai người họ là một cặp qua mặt gia đình. Đang đi làm, lại sắp có cuộc họp quan trọng với dự án của anh thì anh nhận được cuộc gọi từ Tiểu Thất. Anh vốn đã từ chối nhưng mà cô nàng lại rơi hỏng điện thoại, anh tưởng cô có chuyện nên bẻ lái sang chỗ cô. Chính vì điều đó mà anh bị trễ lịch gặp với nhà đầu tư, hóa ra người gặp ông ta lại chính là mẹ ruột của Phương Liệt. Nam chính tới nói chuyện với Giang Tuyết, sau một hồi thì anh rời đi tìm em trai của mình nói chuyện. Sau khi quay về công ty thì anh lại gặp Tiểu Thất ở đây, thế là anh tin cô cùng đi gặp đối tác của anh, cô liền dùng sức mạnh để ngưng đọng thời gian và đưa Phương Lãnh gặp ông già này. Vừa vào cô đã combat cho ông một chàng vì cái tội thất hứa hẹn gặp Phương Tổng mà lại gặp người khác. Thế là buổi gặp này họ ăn uống no say, cô đưa anh về phòng thì anh lại ôm vội lấy cô gọi mẹ, thế là cô ngồi đó cho anh nằm cả đêm. Hôm sau nhận được tin vui ông già kia rời lịch về nước và đồng ý với anh công việc, cô nàng cũng đi tìm Phương Liệt và anh đưa cô tới biển, nơi này ngồi vẽ thì chiêu phải biết. Để cảm ơn Giang Tuyết, nam chính mời cô ta đi ăn trưa và địa điểm là cửa hàng chị Sài, Tiểu Thất không hiểu gì nên cứ món ăn tình yêu với trà ủng hộ Phương Lãnh. Lúc bê đồ ăn lên anh nỡ làm đổ rượu vào con gấu. Đó là quà tình nhân mà bẩn rồi cô không tặng cho người ta được, tổng tài nhà ta nổi ghen ra ngoài mua hết gấu. Tiểu Thất sang nhà Phương Liệt chơi thì thấy anh đang tập trung vẽ, vì để không ai làm phiền anh nên cô đã làm hết mọi việc. Phương Lãnh gọi báo rằng ông già kia về nước nên cô vội vàng phóng xe đi ngăn chặn. Đua được 3 mét thì cô dùng năng lực rồi giả vờ có một vụ va chạm, hai anh em nam chính cũng phi xe tới. Cô nháy mắt ra hiệu cho anh nhân cơ hội này hãy cho ông ta xem tranh mà anh vẽ, ông ta rất tán thưởng. Ngồi trên xe sau khi đuổi được Phương Liệt ra xe khác, Phương Lãnh liền ra trưởng mới lo được cho em tôi muốn em làm bạn gái của tôi. Nói xong liền cho cô suy nghĩ chứ không bắt trả lời ngay. Cô nàng về nhà buôn với bà chị Sài thì đột nhiên máy tín hiệu của cô có phản ứng, thế là cô nàng ngay lập tức uốn người 6.636 kiểu chân tay để định vị máy tín hiệu của mình. Vừa chạy ra ngoài đường thì có một đống xe ô tô đang lưu thông, điều này khiến cô bị nhiễu sóng và mất năng lượng nên ngồi sụp xuống đất. May cho cô là không có chiếc xe nào tông vào. Được 2 giây thì xe của Phương Lãnh đi qua, nhìn thấy cô nàng anh liền xuống xe và đưa cô vào vệ đường chửi tiếp vì cái tội không nhìn đường. Và cũng rất nhanh chóng nữ chính định vị được đồ của mình trong phòng thí nghiệm của công ty F. Nhưng cái khó là cô nàng đang tránh mặt Phương Lãnh nên người có thể giúp cô là Phương Liệt, nhanh chóng gọi cho anh ta thì một phút sau có mặt liền và đưa cô đến phòng thí nghiệm. Vì không có thẻ nên họ không được cho vào, trong lúc nhân viên đóng cửa thì đôi bạn trẻ nhảy luôn vào, thế là ngắm nghía chán chê rồi tiểu sát động vào một cái tủ, nó kêu ré lên báo động. Nhanh chóng Phương Lãnh biết chuyện và chửi cho hai đứa một trận tơi bời rồi đuổi em trai mình về, còn bản thân muốn nói chuyện với Tiểu Thất. Tối về nhà Phương Lãnh cũng phải học mấy câu ra trưởng trong ngôn tình để được Tiểu Thất yêu mình. Học đi đôi với hành, thế là sáng hôm sau anh vác bó hoa to đùng tới cửa hàng gặp cô. Nam chính tặng hoa cho cô xong không nói một lời nào đùng đùng bỏ đi nhưng mãi không thấy cô nàng gọi điện lại cho mình hỏi lý do. Đoán rằng cô đã đi chơi với giai nên anh làm khó cô nàng bằng cách đặt 1.000 cốc cà phê do cô làm. May mà có Phương Liệt ở đây nên tốc độ làm cũng nhanh hơn và sau đó mình cô đi giao đống này. Mang được đống đồ lên công ty và vào phòng của Phương Lãnh, anh liền nói đặt hàng là một chuyện còn chủ yếu muốn nghe cô nói. Nhưng cô từ chối anh thẳng thừng, cô muốn có ký ức đẹp ở đây chứ không muốn chơi trò tình cảm với anh. Phương Lãnh hiểu ra rằng chính bản thân đang làm phiền người khác nên đã chủ động rút lui. Anh lại đi gặp bác sĩ tâm lý của mình nhưng lại bị chú Khang chụp ảnh lại được và gửi cho bố của anh. Thế là hôm sau nam chính bị bố gọi lên chửi tưng bừng, mẹ kế và chú Khang kia đắc ý lắm. Nhưng rất may có anh là Tiểu Thất lại xuất hiện cứu anh một màn nên không bị truy xét nữa. Hóa ra là quản lý Hàn tới gặp cô cầu mong cô giúp đỡ Phương Lãnh nên nay cô đồng ý giả làm bạn gái của anh. Là một bạn gái của sếp tổng, nàng buộc phải thay đổi ngoại hình nên anh dắt cô đi mua một núi quần áo, một đống kim cương đeo lên người. Lại còn đưa cô đi làm tóc, khoảnh khắc mà cô bước ra khiến tim anh tan chảy. Về gặp gia đình nam chính, cứ lo lắng Tiểu Thất bị dì Châu làm khó nhưng không, nàng vặn ngược bà ta khiến bà ta tức chết. Còn về mối tình này, sau khi mẹ mất đến giờ anh mới dám xin ba mình một điều. Ông đồng ý cho con trai mình được yêu Tiểu Thất nhưng phải là thầm kín không công khai, ấy thế mà Tiểu Thất rất hào hứng. Đi ra về, anh liền bế cô nàng lên và nói giờ cô là bạn gái của tôi rồi, phải nghe theo tôi, eo ơi ra trưởng quá. Vì là bạn gái nên Tiểu Thất được nam chính sắp xếp cho công việc làm thư ký luôn,
và bàn làm việc của cô ngồi đối diện với phòng của anh. Mới ngày đầu đi làm mà đã được sếp lớn mời đi ăn rồi. Trong quán ăn có đủ các loại món ừ á đến u họ chọn món bò tít tết, một bên thì lịch sự thanh tao ngồi cắt từng miếng, một bên thì không biết dùng dĩa dao như thế nào nên nhấc cả miếng bỏ mồm. Ba phần bất lực bảy phần như ba phương lãnh đành đưa đĩa thịt của mình cho cô ăn. Cô nàng ăn nó một cách ngon lành đến mức nước sốt còn dính ở mép làm cho tổng tài bá đạo một thời phải nhổm người dậy lau miệng cho cô. Lúc về công ty thì gặp Giang Tuyết, cô nàng cũng có thể đoán ra được sự gì đó của đôi này rồi nhưng vẫn muốn được Phương Lãnh đưa về nhà. Ngồi trên xe Tiểu Thất ngồi đằng sau còn hai người họ ngồi trước nói chuyện. Anh không tập trung lái xe cho lắm, chỉ ngồi nghĩ đến đường cua xe gấp để khiến cô nàng bị đổ bên này ngã bên nọ cũng khiến anh vui. Sau khi chở hai người về hết, anh thẳng thắn chia sẻ quan điểm sẽ không yêu Giang Tuyết. Ngày hôm sau Tiểu Thất được sắp xếp vào phòng nghiên cứu, tại đây cô cũng đã tìm lại được tín hiệu của mình nhưng chưa kịp dùng thì bị Phương Tổng lôi đi xem triển lãm của em trai anh ấy. Người trong công ty tìm tới cô nói rằng đá thạch anh đã mất và đây cũng là tài liệu quan trọng của công ty. Mọi người tra khảo cô nhanh tay ném được vào túi áo anh, còn túi mình mở ra cho mọi người xem rồi chạy đi. Phương Tổng chạy theo dỗ dành, vào phòng cô 5 lần 7 lượt vờn anh để lấy được đồ ra, nhưng chính sự vờn này lại khơi gợi máu nóng của anh, suýt nữa anh đẻ cô ra hôn. Bố nam chính phát hiện ra vợ mình làm điều xấu nên Phương Liệt thích làm gì ông cũng đồng ý nên bà và em mình là chú Khang đã cùng nhau cố ý làm hỏng buổi triển lãm, cháy to từ phòng bếp. Tiểu Thất đi tìm Phương Liệt vì nghĩ anh chưa ra ngoài thì chính cô lại là người ở lại, may có Phương Lãnh vào bế cô ra ngoài. Anh hô hấp cho cô trước tất cả mọi người và có cả Giang Tuyết nữa và nàng cũng tỉnh lại. Phương Liệt về đến nhà thì bà mẹ của anh đang giả vờ đau đầu, anh vui vì mẹ gọi vì không muốn ở công ty một chút nào. Mẹ anh liền bừng tỉnh thì đúng lúc anh có cuộc gọi do tìm anh mà Tiểu Thất bị ngất nên vội vàng tới thăm cô. Đến sáng khi tỉnh lại thì đã có người chờ cô, là Phương Lãnh nhưng cô lỡ mồm gọi Phương Liệt vì nhìn thấy hình bóng của em trai kia. Đột nhiên cô nhớ ra máy tín hiệu nên vội vàng quay lại triển lãm tranh để tìm. Alan đi cũng đi tìm đá quý đó thì tìm ra được một viên kỳ lạ, viên đá này là do máu của Tiểu Thất văng ra và đông lại. Giờ dĩ có màu đó là vì cô là người ngoài hành tinh và anh ta cũng nhờ Giang Tuyết điều tra cùng. Phương Lãnh định lên công ty làm việc nhưng bạn gái hờ của anh bị ốm nên anh đành ở nhà làm việc. Cô nàng ăn như lợn, ăn hai hộp cơm vẫn kêu đói nên lục tủ lạnh ăn tạp. Anh ra nhìn thấy liền cởi vest rán trứng cho cô ăn. Lại còn tinh tế lau mép cho cô nữa, hai người nhìn nhau cười sung sướng. Đến tối sau khi tắm rửa xong, trên cơ thể chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi của anh chàng, lại còn lảng vảnh trước mặt anh khiến anh không tập trung nổi. Lại còn định cởi áo trước mặt anh dai, anh liền mê mẩn chạy vào phòng dù đang phấn khích lắm. Đàn ông có chí khí nhưng ngồi làm việc được một lúc thì anh cảm giác như có ma trong phòng. Hóa ra là Tiểu Thất muốn rủ anh uống bia cùng. Thế là cả hai ra ngoài nói chuyện, cô bắt đầu kể về mình và hành tinh của mình. Cô luôn sợ hãi vì mình là kẻ lạc loài nhưng có anh dùng đạo lý nên cô đã được thông não. Vậy là cả đêm hai người cùng ngắm sao, đến sáng thì Tiểu Thất đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi. Cô liền hỏi anh về việc đá quý bị mất kia, nếu không xử lý được thì sẽ làm như thế nào. Nghe xong cô nàng lại lấy lý do bị ốm ở nhà nên chỉ có mình Phương Lãnh đi làm. Phương Liệt cũng đã biết vụ hỏa hoạn trong buổi triển lãm kia là do mẹ của mình làm nên anh không còn gì để nói lập tức đi tìm Tiểu Thất hỏi han. Lúc về Phương Liệt ra về thì Phương Lãnh nhìn thấy thế là anh ghen, đi thẳng vào tìm Tiểu Thất cấm cô cười đùa với người khác ngoại trừ anh và khóa môi nàng luôn. Sau màn khóa môi lâu nhất thế kỷ, cả hai ngại ngùng còn Tiểu Thất chạy về nhà chị xài ăn vạ. Phương Tổng đi lên công ty điều tra đoạn video vụ mất viên đá. Anh nói ý đuổi Giang Tuyết về và ngầm hiểu ra. Anh về nhà đối chất với cô nàng nhưng Tiểu Thất không dám nói lý do tại sao mình lại cần chiếc đá đó như vậy, anh bực mình đi luôn ra ngoài. Hóa ra Alan và Giang Tuyết hợp tác với nhau muốn thay thế vị trí của Phương Lãnh. Để trở về được hành tinh điện, cô nàng buộc phải tự sát để được người ở đó tới đưa về nhưng cô thử dùng ti tỉ mọi cách nhưng cũng không chết. Nữ nhân bất tử, cô còn tự trói mình không ăn uống để chết nữa. Phương Lãnh biết chuyện Tiểu Thất đang muốn tự tử nên anh vội vàng chạy tới chỗ cô, nhưng cô không muốn cho anh vào. Anh phá cửa đi vào thì thấy hoàn cảnh này, anh đau lòng nhưng cô bướng nên anh lại bỏ đi. Phương Liệt cũng quyết định vào công ty và anh có điều kiện với mẹ mình. Vừa đến thì đã có chú Khang tới đón nhưng anh không cần ông chú này đi theo mình. Anh cũng gặp Tiểu Thất ở đây. Cô liền nói mình sẽ từ chức ở cái công ty này không muốn làm việc một chút nào. Cô không muốn gặp mặt anh nữa, nhưng cũng rất nhanh chóng anh không đồng ý và cô phải làm sai mới bị đuổi. Cô làm việc như báo đời, thế là anh cũng báo đời theo, cô bị anh hàng cho đủ kiểu, sai vặt khắp nơi. Cho đến khi cả hai đi khám bác sĩ của Phương Lãnh, ba người ngồi đối thoại được một lúc thì Tiểu Thất thấy xàm quá nên chuồn về. Vừa xuống thì gặp quản lý Hàn, anh mới nói bệnh tình của Phương Tổng ra, lúc này cô cũng đồng ý giúp anh.
Hôm sau đến công ty cô tỉ mỉ dùng tinh dầu thơm nhưng bị anh bắt dập hết. Thế là cô nàng đưa anh ra ghế sofa để massage cho anh nhân cơ hội hai tay sờ rú anh, vừa sờ vừa bóp khiến cô khoái chí. Nhưng dù làm cách nào anh cũng không tin cô vì cô rất muốn nghỉ việc. Đến sáng hôm sau cô nàng tới nhà anh và đề nghị anh cùng chạy bộ. Chạy được một lúc thì cô không đuổi kịp anh nữa. Thế là chuẩn bị dùng năng lực thì anh chạy tới cầm tay cô và dắt qua đường. Tiểu Thất cũng không nghỉ việc nữa, hai người lại vội chạy về thay đồ để lên công ty. Cảnh này Giang Tuyết và Alan cũng nhìn thấy. Tiểu Thất và Phương Lãnh cùng nhau tới quán bar, thấy cô tăng động như vậy anh cũng thấy vui. Cô liền lên sàn hát cho anh một bài và bày tỏ lòng mình cho anh. Anh rất vui nhưng cái giọng hát của cô không hay cho lắm. Thế là anh chạy lên tranh mic của cô nàng rồi hát nốt đoạn còn lại. Vừa cất lời, giọng anh trầm ấm hay động lòng người, Tiểu Thất nhìn anh si mê anh. Đến lúc xuống sàn, cô nàng khen anh hết lời nhưng anh cho đó là trò đùa vì anh luôn nghĩ rằng cô chỉ thích Phương Liệt còn mình chỉ là kẻ có bệnh. Nói xong anh rời đi luôn. Ngày hôm sau đi làm, vừa đến công ty Phương Lãnh đề nghị quản lý của mình cho Tiểu Thất làm việc khác còn nhưng công việc liên quan đến anh không cần cho cô ta biết nữa. Cả công ty đều biết cô nàng ăn trộm viên thạch anh kia nhưng cô chưa biết chuyện này. Phương Liệt biết tin nên chạy tới nói với Tiểu Thất, lúc này cô đi vào làm ngượng ngùng, mọi người dường như cô lập cô nàng. Việc gì cũng bảo cô nàng làm việc, đến đặt cơm, sửa máy đủ các loại. Cô nàng có lòng tốt đặt cơm cho mọi người nhưng lúc mang về lại chẳng có ai nên cô phải tự mình xử lý 10 hộp cơm. Ăn no nê thì nằm ghế ngủ đến tận đêm khi Phương Tổng gọi cô dậy, anh định cho cô đi nhờ xe nhưng cô nàng chả thèm và đi bộ. Trên đường phố cô như đứa trẻ vô tri, anh đi theo dõi cô thấy đáng yêu quá cũng bất giác cười theo. Lúc cô chuẩn bị sang đường, anh cũng xuống xe để giúp nhưng lại không tới mà để cô tự đi một lần. Nhưng đến giữa đường cô lại bị nhiễu sóng ám ảnh lúc đó mà ngồi sụp xuống trong dòng xe lưu thông. Anh nhanh trí bật đèn pha lên thế là cô lại chạy một lèo ra bên kia. Hôm sau Giang Tuyết tới hỏi thăm Tiểu Thất nhằm bôi nhọ sỉ nhục cô từ gia thế và đồ trộm cắp. Đến lúc đi làm Tiểu Thất bị cả phòng trách. Họ trách cô nàng làm mất báo cáo của họ nhưng trong khi cô chẳng làm gì, mọi người cãi nhau tay đôi trong phòng và mọi thứ Phương Lãnh đều nghe được. Anh chạy đến cứu cô một lần trước đám đông. Vụ việc ở công ty lại đến tai bố của Nam chính vì chú Kháng lắm mồm nói ra, ngay trong ngày anh bị bố gọi về hỏi chuyện, ông mắng anh vì lại để một người phụ nữ ăn cắp bên cạnh mình. Anh đã nói đỡ cho cô nàng rất nhiều nhưng con cái lớn lên khó bảo, anh liền rời đi và kệ bố của mình ở đó bực dọc. Ngày hôm sau đi làm, Tiểu Thất nhận được tin bị điều chuyển về phòng nghiên cứu làm việc và là thư ký của Phương Liệt, cô không muốn nhưng đối chất với Phương Lãnh cô đành cúi đầu nhận việc. Trong lúc làm việc hai người họ không hề nghiêm túc một tí nào, người thì mải chơi game không ke đến dự án nên đẩy hết sang cho Tiểu Thất để cô ký. Đến lúc đi họp, cả hai người đều bị cả hội đồng chửi. Phương Liệt cũng cho rằng báo cáo hay liên quan đến nghệ thuật nên ông anh giai đồng ý cho làm trong một tuần, không được thì giáng chức và điều này khiến cho cổ đông khó chịu. Vừa bị chửi to đầu xong mà cả hai đã tâm hồn vui chơi đưa nhau đi tới một nơi để cho Phương Lãnh phải đuổi theo để bảo vệ cô vì sợ cô gặp bất an. Nơi mà Phương Liệt đưa cô tới là một vùng hoang vu có rất nhiều gió lạnh. Sóng máy cô còn không có, cô đang lạnh sắp chết thì Phương Lãnh tới, anh bày tỏ hết lòng mình với cô khiến cô đang bối rối thì ôm luôn nàng. Lúc này cô cũng cảm nhận được tín hiệu ở trong ngực anh nên vui mừng ôm lấy dù anh. Thế là cả ba người cùng tới một nơi, Phương Lãnh đi đâu thì cô nàng chạy tới ôm anh tới đó vì tín hiệu của mình. Đến lúc ngủ cũng đòi ngủ chung với anh, sáng hôm sau ngủ dậy đi đánh răng cũng làm phiền. Cô liền hỏi anh có thấy gì lạ trong người không, là tín hiệu nhưng anh có vẻ phớt lờ cô nàng. Cô cứ nhắn nhít đòi theo anh, còn bắt anh ra chỗ gốc cây nhiều gió hôm qua để cô cảm nhận lại đồ của mình. Lúc này Alan cho Giang Tuyết mình đã định vị được nam chính và có khả năng tấn công vào bộ nhớ của anh, có thể nghe được audio cuộc hội thoại luôn và có hình ảnh chứng minh. Lúc này đôi nam nữ chính đang vượt đường rất vui vẻ mà không biết bản thân đang bị công kích. Ba người đều ngồi lại với nhau để Chris ra loại nước hoa cho riêng mình, Tiểu Thất và Phương Liệt vô cùng hứng thú nhưng riêng Phương Lãnh thì không, anh có vẻ ghen với thằng em của mình. Thế là nó kéo luôn người mình yêu đi trước để lại anh một mình. Cô nói chuyện với anh về tình yêu và nhớ ra lúc ôm Phương Lãnh tim anh đập rất nhanh. Đến quán trà sữa, anh giơ tay cho cô khoác vào. Màn này mà để Phương Lãnh nhìn thấy chắc ghen chảy máu mũi. Trong quán trà sữa này rất vui, lúc Phương Liệt đi mua đồ thì Phương Lãnh đi tới. Hai người họ bước vào quán thì được nổ pháo hoa là người thứ 10.000 vào quán. Hai người họ ký tên mình vào tay đối phương và nói hãy nhớ tới thân phận của mình, lại còn được nhân viên chụp ảnh cho couple. Có vẻ Phương Lãnh rất thích khoảnh khắc này. Giang Tuyết bỗng nhiên gọi điện cho Phương Liệt kêu anh giúp chuyện là muốn đổ mọi tội lên Tiểu Thất lấy trộm đồ, không biết anh chàng này có nghe theo lời người mình thích thầm mà phản bội bạn hay không đây. Phương Liệt dụ Tiểu Thất mang nước ra cho anh giai mình uống, lúc này vân tay của cả hai người đều đã được lấy. Hóa
hóa ra là vẫn nghe theo tiếng gọi con tim có hiếu với gái. Ở trong toilet, Tiểu Thất bắt chước lời tỏ tình 7.749 lần để nói với Phương Lãnh, chắc là đứng ngoài anh cũng nghe được nên đã gõ cửa, cô ra mở cửa xong chạy mất tích. Cô ra sau xe ô tô để tập dượt thì đúng lúc Phương Liệt ở trong xe, Phương Lãnh cũng ra ngoài nhìn thấy cô rồi, bất ngờ thằng em trai đi ra khỏi xe hôn trán cô một cái mục đích làm anh ghen. Thấy cảnh này, anh quay lưng đi luôn và cô cũng chạy vội giải thích nhưng không gặp được anh. Nhưng lúc này ngoài trời mưa bão, cô lại ngồi chết rét ở đó mà không muốn để ai nhìn thấy. Lại một lần nữa Phương Lãnh tìm thấy cô nàng và đang sưởi ấm bằng cơ thể anh, cô thò tay lên ngực anh để làm ấm, anh ôm chặt lấy cô, có lẽ cô cảm nhận được tình cảm của anh rồi. Trong đêm mưa lớn này, hai người họ nằm ngủ với nhau, Giang Tuyết cũng thành công xâm nhập được vào tâm trí của nam chính và xóa ký ức của cô. Sáng ngủ dậy anh giật mình đẩy Tiểu Thất xuống đất. Lúc này cô nàng cũng nhận ra được điều kỳ lạ từ Phương Lãnh, cô ra ngoài nói chuyện với Phương Liệt nhưng anh mải mê nhìn vào môi cô mà như muốn gì đó xong mê mẩn chạy đi. Nữ chính cũng nhanh nhảy được lên xe của nam chính, cô muốn ôm anh nhưng bị anh đẩy ra và còn bonus một câu từ nay đừng làm bạn gái tôi. Anh thả cô nàng ở giữa đường rồi để cô chạy về nhà hết sức bình sinh vì anh đã quên cô nàng là ai rồi. Về nhà anh nói chuyện với bác sĩ và quản lý Hàn nhưng cũng không nhớ được cô gái này và không cho cô liên quan tới mình. Sau đó bác sĩ riêng của anh tới gặp Tiểu Thất nói chuyện, lúc này cô mới biết hóa ra anh như vậy là có bệnh trong người. Để khiến anh nhớ ra mình là ai, Tiểu Thất dùng 6.636 cách như trang phục ship cơm nhưng cũng bị anh đuổi. Thế là cô nàng đi lén vào nhà của anh luôn. Cô bắt được anh và đeo che mắt cho anh. Lúc này cô vận công lực để kiểm tra anh đang như thế nào nhưng lại vô tình khiến anh bị ngất. Lay một hồi thì anh dai cũng tỉnh rồi anh đè cô ra giường, cứ nghĩ là happy ending nhưng không phải. Anh và cô vãi nhau một trận rồi cô đi về, đến tối đi tìm Phương Liệt nói chuyện cho bớt buồn. Rất nhanh chóng mẹ kế của nam chính biết chuyện chia tay nên bà và chú Khang thông tin cho một báo lá cải nhằm khiến họ sụp đổ. Hôm đó cô nàng mặc bộ đồ váy màu trắng trông rất kiêu sa và cũng là món đồ anh tặng cô nàng. Đi đến buổi tiệc cô gặp Phương Lãnh, chưa nói được nhiều câu thì Tuyết Giang xuất hiện và khoác tay anh đi. Cô ta công kích đều Tiểu Thất nên khiến nữ chính đi thẳng vào nhà chính để giải thích đóng câu hỏi của đám phóng viên kia. Thế là trong một khắc đôi nam nữ chính nhìn nhau và cùng chung một câu trả lời khi trả lời phỏng vấn. Nữ chính từ toilet bước ra gặp ngay Giang Tuyết, hai cô nàng đánh nhau vì một người đàn ông, đúng lúc Phương Lãnh đi tới Giang Tuyết tự đẩy tay để đổ oan cho Tiểu Thất đánh mình. Nam chính đi tới đỡ Giang Tuyết và mặc kệ cô nàng, vì tủi thân và bức xúc cô đi luôn ra ngoài thì gặp ngay thằng em giai chủ tịch. Anh biết được Tiểu Thất bị bắt nạt nên bảo cô khoác tay mình cùng nhau đi vào party. Tại đây, hai người họ ăn uống chơi nhảy tưng bừng, ai không biết tưởng họ đang yêu nhau đấy. Nam chính nhìn thấy điều này mà có chút khó chịu đau lòng không tả được. Đến lúc tan tiệc, Phương Lãnh đưa Giang Tuyết về nhà. Trên đường đi cô bắt đầu khơi ra ký ức ngày xưa của anh. Anh vốn tò mò nên đồng ý tới điểm hẹn mà Giang Tuyết đề cập. Nhưng trước khi tới đó, Nam chính hẹn Tiểu Thất tới gặp mình trước. Tại quán ăn này cô nàng lấy thuốc mê ra cho anh uống để dễ dàng lấy lại tín hiệu hơn. Nhưng mãi mà không lùa được nên cô làm một chuyện. Một tay cầm thuốc đi thẳng vào nhà vệ sinh nam bắt anh uống. Trong lúc xô sát thì viên thuốc bay rơi vào mồm cô nhanh chóng hôn anh một cái để đưa thuốc vào mồm. Rất nhanh hai người bị bảo vệ xích lại trong một phòng. Viên thuốc có tác dụng phụ khiến cho anh chàng phấn khích thèm muốn cô nàng nhưng được một lúc thì anh lại ngủ gục trên vai cô. Tranh thủ thời gian này cô nàng nhanh chóng ôm lấy anh, một tay sờ rú anh nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy anh nhìn thấy điều này mà bật dậy luôn vì ngại và anh không hề biết rằng Giang Tuyết ở quán trà sữa đợi anh từ tối đến sáng hôm sau. DONNG thời cô cũng tung tin giả cô và nam chính đang hẹn hò. Sau khi ai về nhà người nấy, Phương Liệt cũng biết thông tin anh trai mình và Giang Tuyết công bố yêu nhau. Anh vì không muốn Tiểu Thất nhìn thấy nên lấy một đống lý do đi chơi để cô không nhìn được cái đó. Đi chơi chán chê với nhau cô cũng đoán ra được gì rồi trong khi Phương Lãnh đang khá tò mò về xài Tiểu Thất này. Anh lại nhặt được con rùa của cô trên xe nên đã đi xe tới tìm cô. Lúc này Phương Liệt đang vén tóc cho cô nàng, ánh mắt trìu mến nhìn cô và Phương Lãnh nhìn thấy. Hai anh em bắt đầu cãi nhau chỉ vì cô nàng, thế là Phương Lãnh nói toẹt ra một câu khiến nữ chính đau lòng. Thế là tối đó cô về khóc như mưa, còn đến mức lặn mình trong bồn tắm. Chị Sài nhìn thấy vô cùng hối hận vì lỡ ghép cho cô một tên nhà giàu không ra gì. Bà chị dỗ cô nàng hết nước hết cái. Còn đêm xuống khi nằm một mình, cô nhớ lại lời anh nói ra khiến cô khóc không kìm được nước mắt. Sáng hôm sau cô liền tới gặp Phương Lãnh nhưng anh không gặp cô, buồn quá mà vào nhà vệ sinh giải quyết. Bố anh sau khi biết tin con trai mình chia tay cô gái kia nên rất vui mừng. Nam chính cũng tới tìm Giang Tuyết nói không muốn biết quá khứ nữa, chỉ cần hiện tại mà thôi. Cô ta liền ôm chặt anh một cái. Tiểu Thất cũng đã về đến nhà nhưng tay cô không control được tay mình, toàn điện phóng ra mà thôi.
Không hiểu sao vì điều này mà cô bị dịch chuyển đi khắp nơi, anh liền đưa cô vài viên thuốc chữa trị. Không chỉ thằng anh mà thằng em cũng có hiếu với gái, đêm đó cô không tài nào ngủ được nhưng khi mở mắt ra lại là Phương Lãnh nằm cạnh mình, cô xoay mình một cái để được ôm anh. Tiểu Thất tìm con rùa của mình thì vô tình làm rơi đồ, thế là Phương Lãnh và Giang Tuyết đi lên. Nhìn thấy anh, cô liền bóp rú anh vài cái, còn Giang Tuyết thì ghen nổ mắt chửi cô rồi cho người điều tra về cô nàng. Nam chính đẩy cô vào tường định cưỡng hôn thì cô nàng nhắm mắt ngại ngùng lắc đầu rồi chạy một mạch về nhà. Để quên được nam chính, Tiểu Thất đi in đề can hình ảnh của anh và Giang Tuyết. Sau đó đặt cạnh nhau để ở phòng mình nhắc nhở bản thân không được nhớ đến người ta nữa. Đột nhiên bà mẹ kế của Phương Lãnh tìm đến quán nhà cô đòi gặp Tiểu Thất cho bằng được. Mới đầu có chút hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng cô xuống gặp bà ta. Bà ta luôn mồm chỉ trích cô nàng khiến cô nàng đau hết cả não nên đành đồng ý chấp nhận lời của bà ta. Hôm sau cô nàng đi lên công ty đòi gặp Phương Lãnh để nói chuyện đó nhưng anh nhất quyết không gặp cô nàng nên cô tự quyết định tới gặp ba mẹ của anh. Vừa tới gặp ông bà, cô nàng rất hung hăng nói xấu hết về mình và bao che cho Phương Lãnh. Bà mẹ kế kia rất tức giận định đánh cô nhưng cô cũng phản đam lại mặc dù trong lòng sợ hãi. Hôm sau biết tin Tiểu Thất tới gặp cha mẹ mình nên Phương Lãnh lập tức đi tìm cô nàng nói chuyện. Anh cho rằng cô bán đứng mình và chỉ lợi dụng nên anh cho bảo vệ lôi cổ cô nàng ra ngoài. Đến tối anh về nói chuyện với bố thì mới nhận ra những gì Tiểu Thất nói là sự thật. Bỗng nhiên anh như sắp khóc mê mẩn phóng xe đi tìm cô nàng. Còn cô lúc này đang đi bộ ngoài đường, thấy một cặp đôi đang cãi nhau. Cô liền cho thời gian ngưng động và đưa cho họ một bông hồng. Một việc tốt của cô khiến cho rất nhiều người vui. Phương Lãnh tới tìm cô ở cửa hàng nhưng cô chưa về, anh liền rời đi được một giây thì cô nàng về. Phương Liệt sau khi biết được những gì Giang Tuyết làm và lừa Minh thì anh cắt đứt mối quan hệ với cô ta từ đây. Sáng sớm hôm sau ở công ty đã đứng đợi cô rồi, cô lên làm thì gặp ngay Phương Lãnh, cô trốn anh luôn. Bỗng nhiên anh nói xin lỗi em. Nghe thấy vậy nữ chính liền mê mẩn trốn đi, không biết dùng năng lực kiểu gì bay một phát vào phòng Phương Liệt. Cô liền hỏi anh về vấn đề tình cảm nhưng có lẽ anh giải thích hơi khó hiểu nên cô tìm luôn bác sĩ Trương. Vừa đến thì cô bắt đầu kể tình trạng của mình ra và bác sĩ kết luận cô yêu Phương Lãnh rồi nên mới như vậy. Những cô nàng không hiểu nên từ chối đầy đẩy nhưng sau một đống lời nói chuyên ngành nên cô cũng hiểu ra. Còn Phương Lãnh thì lại đi hỏi chuyện tình cảm của mình với quản lý Hàn. Ông quản lý cũng nói đi nói lại nhiều lần chắc là chán lắm rồi vì cái mặt hơi mệt mỏi. Ở trong công ty, Tiểu Thất ngồi đếm cánh hoa yêu hay không yêu với tâm trạng vô cùng lo lắng và cũng có chút bất lực thì đột nhiên Phương Liệt tới nói chuyện vui với cô nàng. Nói chưa được bao lâu thì nhân viên gọi anh tới phòng hội đồng để nói về dự án và Phương Liệt đồng ý cho cô nàng thuyết trình. Để tự tin hơn thì cô bật công tắc máy chiếu có những vì sao. Mỗi một mùi hương đều là những kỷ niệm cô bên cạnh anh lúc hai người cùng nhau làm nước hoa. Vừa ngửi được đúng mùi yêu thích của nam chính, anh liền nhớ ra sự việc ở bên cạnh cô nàng. Nhưng chỉ là nhớ lăng máng về cô nàng và sau đó anh liền gọi cô tới văn phòng nói chuyện. Bỗng nhiên Giang Tuyết ở đâu chui vào phá đám hai người họ và đề nghị đi ăn cơm. Phương Lãnh cũng gọi cho em trai mình đi cùng và thế là mâm cơm bốn người vui vẻ. Vừa được 5 phút thì Giang Tuyết cà khịa Tiểu Thất. Cô tức quá đi ra ngoài luôn và đi shopping với Phương Liệt. Phương Lãnh thấy vậy cũng không thích thái độ của Giang Tuyết nên đã ra ngoài luôn. Nữ chính mua sắm mà người trước mặt cô lại nhìn ra Phương Lãnh, có lẽ yêu anh quá nhiều không nhận nó như vậy. Hôm sau đi làm anh và cô cùng trong thang máy. Anh đứng sát vào cô và điều này khiến cô nàng bối rối làm mạch điện trong người cứ xoẹt xoẹt và là nguyên nhân làm cho điện toàn công ty xảy ra vấn đề. Cô nàng dùng hết sức mạnh bình sinh để mở được cánh cửa cho anh nhưng anh không chịu ra ngoài mà nhất định ở lại cùng cô. Anh biết cô nàng đang sợ hãi và muốn được tìm hiểu và quan tâm cô. Những lời anh nói đều rất thật lòng, có lẽ cô cảm nhận được sự chân thành này của anh mà có lẽ cô được bình tĩnh trong nội tâm hơn nên là cô lại dùng sức mạnh của nội tại khiến cho dòng điện ổn định lại. Nhưng cô lại ngất rồi, anh bế cô về phòng, Phương Liệt hay tin thì tới nhà anh giai để đón cô nhưng Phương Lãnh không cho. Lúc này Phượt Liệt nói ra em thích cô ấy, lúc này nữ chính đi xuống. Hai người đàn ông ở đây, ai cũng muốn được nghe câu trả lời từ cô gái xem cô nàng chọn ai. Cái kết đau lòng cho anh em xem phim chúng ta là cô chọn rời đi cùng Phương Liệt. Giang Tuyết thâm như giái cho mang luôn ảnh của Phương Lãnh và Tiểu Thất tới đưa cho bố của anh xem, ông xem xong tức điên lên dự là có chuyện chẳng lành. Tối đó nam chính phi xe tới nhà Tiểu Thất, cả hai nói chuyện có chút ngại ngùng và cô cũng đưa cho anh một hộp cơm như một lời cảm ơn vì đã bế cô từ thang máy ra và anh đi về. Chị Sài nhìn thấy cũng biết được tâm trạng của Tiểu Thất nên đã tới nói chuyện an ủi cô nàng. Bà chị tiếp sức cho cô nàng hãy giành lại lấy Phương Lãnh vì mối tình của anh ta và Giang Tuyết rất hời hợt và như là giả. Nhưng nữ chính vẫn phân vân lắm nhưng với lời nói của bà chị cô lại có thêm chút dũng khí rồi. Sáng hôm sau bố nam chính tới công ty gặp con trai mình nói chuyện. Hai bố con cãi nhau to, ông bắt anh phải tới Giang Thị tạ lỗi. Một bên thì căng thẳng sắp đánh nhau tới nơi rồi còn Tiểu Thất thì vẫn vui vẻ hoạt bát, lại còn mang quà đến cho anh.
vừa mở cửa tươi cười vui vẻ thì một giây sau câm nín, là bố của anh. Cô nàng ra về thất thần, khóc trôi cả bầu trời nắng rồi đòi bà chị lấy chai rượu mạnh nhất rồi tới nhà Phương Lãnh, cứ như muốn chuốc say anh rồi làm chuyện gì đó vậy. Vừa vào nhà thì cô đã để ý đến ngực anh rồi. Nhanh mồm liền hỏi anh có muốn mình chỉnh cà vạt cho không. Anh gật đầu đồng ý và vì hơi bất ngờ vì anh áp sát người cô nên thất cổ anh suýt xuống với ông bà tổ tiên. Anh rót rượu cho cô, mới được hai chén cô nàng say ẻ rồi làm loạn, anh chàng chạy đến đỡ cô thì bị kéo một cái anh đè cô ra ghế luôn. Hóa ra là cô giả vờ say, cô cố tình như thế là để kết nối với tín hiệu của mình. Vừa dùng năng lực một cái gì anh lên cơn đau tim dữ dội rồi ngất đi, cô nàng khỏe vãi trưởng cõng anh nam chính nặng cả tấn vào bệnh viện. Cô nàng gọi cho Phương Liệt và cả nhà anh kéo tới. Bọn họ cấm cô lại gần Phương Lãnh, bác sĩ nói ca phẫu thuật sẽ khó vì vật thể nằm sâu bên trong. Giang Tuyết cay lắm, vừa tức vừa cay vì người cô yêu đang bên bờ sắp chết. Đến khi Phương Liệt ra ngoài, Tiểu Thất cầu xin anh đáng làng hướng phụ huynh để cô nàng được gặp anh và cứu anh. Ngồi trước mặt anh, cô thổ lộ hết lòng, từ khi nghe bác sĩ nói anh sắp chết lòng cô đau như cắt. Cô nàng sử dụng năng lực của mình để cứu anh nhưng có vẻ tốn nhiều năng lượng quá mà vẫn chưa được. Đến lần cuối sử dụng, cô dùng toàn bộ nội tại của mình đến mức choáng váng ngã ra đất. Phương Liệt vội vàng đưa cô về nhà, lúc cô nàng thiếp đi vì mệt quá, anh liền vén mái tóc này lên với tình yêu thầm của mình. Phương Lãnh cũng đã tỉnh lại rồi, vừa mở mắt là anh hỏi tới Tiểu Thất liền. Sáng hôm sau cô liền gọi điện cho Phương Liệt hỏi tình hình của nam chính. Phương Liệt nhớ lại thời gian bên cạnh cô nàng nhưng vì là người tốt nên định nói gì đó thì đã bị Tiểu Thất ngắt lời. Duyên phận chúng tôi tới đây thôi, tôi sắp phải rời đi rồi. Nói xong cô tắt máy luôn rồi vội vàng thu xếp quần áo. Phương Liệt cũng tìm tới phòng của cô níu kéo nhưng cô vốn không tim nên không có cảm xúc. Phương Lãnh ngồi giường bệnh cả ngày đợi mỗi Tiểu Thất tới mà mãi cô nàng không đến. Đợi mãi đến đêm anh liền gọi điện cho cô nhưng cô trả lời phớt lờ anh lắm rồi tắt máy luôn. Chị Sai buồn lắm vì Tiểu Thất rời đi, vừa uống rượu vừa khóc như cười. Cô tới ôm bà chị rồi nói sẽ thường xuyên về thăm. Tin tức cô nàng rời đi cũng tới tai Phương Lãnh và Phương Liệt. Hai anh em nhà này vội vội vàng vàng phóng xe đi tìm Tiểu Thất, lúc này cô cũng đã cho đổ lên xe rồi. Nhưng lại bị chặn đầu bởi xe của Phương Lãnh, anh xuất hiện trước mặt cô với bộ quần áo bệnh nhân và cương quyết níu kéo cô nàng. Hai người đôi co một chút thì anh kéo cô lại hôn, cảnh này Phương Liệt cũng đã nhìn thấy, tim anh đau nhói. Phương Lãnh giả vờ đau tim để Tiểu Thất đau lòng mà dìu anh về nhà. Cô nàng không biết nên bị anh lừa cho một vố, Giang Tuyết biết tin liền vội tới nhà tìm Phương Lãnh, Tiểu Thất mở cửa vẫn bị cô ta rủa cho vài lời những Phương Lãnh xuất hiện kéo tay cô lại. Anh nói chuyện riêng với Giang Tuyết và đề nghị dừng lại. Sau đó anh liền đi tán tỉnh Tiểu Thất, những lời ngon ngọt anh đều dành cho cô nàng hết khiến cô ngại ngùng. Anh liền hỏi cô về mối quan hệ với Phương Liệt và cô cũng cho anh một câu trả lời rõ ràng rồi rời đi. Phương Liệt về phòng trong đau khổ, nhìn lại những bức tranh vẽ mà anh xé hết toàn bộ đi, sự tổn thương trong anh cũng nhiều rồi, giọt nước mắt cũng rơi lăn tan xuống, kết buồn cho tình đơn phương. Giang Tuyết vì không phục nên tìm tới mẹ kế của Phương Lãnh, cô ta biết thừa bà ta muốn lật đổ Phương Lãnh nên cho bà ta tập hồ sơ bệnh của Phương Lãnh rồi muốn hợp tác với bà ta. Phương Lãnh cũng đã khỏe lại. Ngày hôm nay anh dậy rất sớm và tới quán chị Sài ăn sáng và đợi Tiểu Thất. Hai người cùng nhau nắm tay đi qua đường, đến công ty anh cũng nắm chặt tay cô nàng. Mọi người nhìn vào bàn tán xôn xao, Tiểu Thất cũng ngại vì điều đó nhưng nam chính chả quan tâm gì, anh chỉ muốn nắm tay cô nàng đi khắp nơi để khoe rằng Tiểu Thất là của ta. Đến công ty, Tiểu Thất tìm Phương Liệt nói chuyện nhưng anh giờ đây không hòa đồng như trước nữa. Giọng điệu anh nói ra rất lạnh lùng, Tiểu Thất nói chuyện vui vẻ muốn anh vui lên nhưng anh vừa nói tôi thích cậu. Nói xong thì không khí vui vẻ trầm xuống, anh cũng thổ lộ hết ra từng giai đoạn khi ở bên Tiểu Thất. Anh cũng nói hãy thử thích tôi đi và cô gạt ra, anh hiểu ra vấn đề nên quay người đi. Tiểu Thất chạy vội ra ngoài cảm thấy khó hiểu với hai anh em nhà này. Đến chiều tối, Phương Lãnh đến rất đúng giờ đón cô nàng về, anh gọi cho cô nàng thì cô nói không muốn gặp anh và giờ chỉ quan tâm đến công việc thôi. Phương Liệt tìm anh trai mình nói chuyện, giờ hai anh em là tình địch rồi, mỗi người đều cố gắng bản thân để không bị giành mất Tiểu Thất. Anh em nhà người ta đánh nhau vì tài sản, đây thì lại vì một cô gái mà rạn nứt. Sáng hôm sau đi làm, cả hai anh em cùng tranh nhau để cô nàng lên xe của mình. Nhưng vì không yên tâm khi để Tiểu Thất đi riêng với ai nên cả ba quyết định đi chung xe, cô nàng mặt nhăn nhúm và cũng tìm ra cách hành hai anh em này. Cô nàng chỉ đường tới sân tennis, một mình cô solo chấp hai anh em nhà họ Phương, với năng lực của mình cô thừa trở thành vận động viên đỉnh nhất thế giới. Chơi được nhiều lúc thì hai anh chảy mồ hôi nhễ nhại trong khi cô nàng lại chẳng có một giọt nào. Đang ngồi thì Phương Liệt có cuộc gọi gấp nên đi vội. Lúc này chỉ còn đôi nam nữ chính mà thôi. Nhưng có vẻ tim anh không ổn cho lắm,
Tiểu Thất ngồi sụp xuống hỏi han anh, nhưng anh lại nói một câu anh không thể nhường em cho nó được. Nghe xong câu nói này của anh và đôi mắt kiên định cô có nhiều chút xao xuyến rồi, Phương Liệt trở về trên tay cầm chai nước thì nghe được hai người họ tâm sự nên anh quay bước rời đi luôn. Cô nàng nói ra mình muốn quay về nhà và cũng không muốn làm phiền anh nữa nên anh cũng thất lòng lắm mà nói ra anh sẽ không tìm em và làm phiền em nữa rồi rời đi. Rất nhanh chóng vụ việc nam chính bị mất trí nhớ và công ty có nghiên cứu ngầm đã được lên sóng, cánh nhà báo bu kín Phương Lãnh và anh cũng đoán ra được chú Khang nhúng tay vào. Trước mặt hội đồng quản trị bị ép, Phương Lãnh quyết định từ chức mặc dù bố anh không muốn một chút nào. Biết chuyện của Phương Lãnh, Tiểu Thất vô cùng lo lắng, vừa muốn đến hỏi han nhưng vừa không dám đến. Vừa nhìn thấy anh, cô nàng chạy vội, nam chính cũng đuổi theo sau. Họ vừa bước vào thang máy đóng cửa một cái, anh liền sát vào người cô và dựa mình vào cô nàng rồi ôm cô một cái thật chặt mà mặc kệ những người khác. Cô cũng ôm anh thật chặt. Cô nàng chạy ra sân thượng ngại ngùng vì lỡ ôm anh rồi thì Phương Liệt cũng đi tới. Hai người họ nói chuyện với nhau tại sao Phương Lãnh lại bị lộ chuyện căn bệnh này. Nghe xong anh dai về báo mẹ, mẹ có liên quan không? Phương Lãnh chỉ có một tuần làm việc và thu dọn đồ đạc nên anh làm việc quá sức mình đến nỗi đau tim. Nhờ bác sĩ Trương tới đưa anh về, vừa ra đến hầm xe thì bị đám phóng viên bu kín khiến anh bị choáng. Đột nhiên thời gian ngưng động, mọi người đứng yên đó và Tiểu Thất xuất hiện kéo anh chạy đi, anh lại tưởng mình bị hoa mắt nữa rồi. Vụ việc lật Phương Tổng sắp thành công nên bà mẹ kế của anh ra liền đi gặp Giang Tuyết, bà vui như mở hội trong lòng nhưng Giang Tuyết không vui vẻ cho lắm vì Phương Lãnh bị thương. Cô ta cũng dặn nên gặp nhau ít lại nếu không sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu Thất đưa Phương Lãnh về phòng của mình rồi chăm sóc, cô bắt đầu nói chuyện và kể về con người anh lúc trước, sau đấy rời đi nấu đồ ăn. Lúc mang lên thì anh đã ngủ mất rồi, cô nàng hứng thú lại gần để ngắm anh một chút. Anh ngủ một mạch tới sáng thì bác sĩ Trương tới đưa đồ cá nhân cho anh và dặn anh hãy ở lại đây trốn phóng viên. Vì giật tít càng nhiều họ càng nhiều lương nên muốn săn anh như hổ đói gặp thỏ vậy. Thế là chuỗi ngày ở nhà Tiểu Thất bắt đầu, anh thì mải làm việc và cũng sai cô nàng đủ thứ. Đến tối anh đi tìm chú Khang để nói chuyện, ông ta ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng anh hiểu con người ông ta nên thẳng thắn chú không phải đối thủ của tôi, chú còn xanh và non lắm. Tiểu Thất thì ở nhà chờ đợi anh chàng mà mãi không thấy anh về, chứ 5 phút lại ngó một lần, thấp thỏm như thổi mới về nhà chồng. Giang Tuyết gọi Phương Liệt ra nói chuyện để hỏi tình hình của Phương Lãnh, hai con người thất tình ngồi cạnh nhau thì điều gì cũng có thể làm. Tiểu Thất mang đồ đến công ty nhờ quản lý Hàn đưa cho Phương Lãnh nhưng anh từ chối luôn và để cô tự mang lên cho anh, rồi hai người nói chuyện một lúc rồi cô rời đi và tìm Phương Liệt giải trí. Vừa nói xong thì bị anh mắng cho một trận, anh không còn vui vẻ hồn nhiên nữa, mỗi lần đối chất với cô đều là thật lòng muốn chiếm hữu cô nàng khiến cô bực mình rời đi. Cửa hàng chị Sài xuất hiện một tên trộm là Alan, hắn giả làm nhân viên vệ sinh rồi chui vào phòng cô nàng dò điện trường thì bắt được con rùa của cô, đến lúc cô về nhà thì con rùa mất tích rồi. Trong lúc nóng vội cô nàng gọi luôn Phương Liệt, anh vui mừng ra mặt và phóng xe tới chỗ cô nàng, thế là cả hai cùng nhau tìm con rùa, anh rất sướng vì được cô nhờ như vậy. Tìm mãi không được và cũng mệt rồi, cô dựa vào anh khiến anh giật mình vì không nghĩ là như vậy. Cô nàng thấy tình hình khó nói nên đã chọc anh cho vui, điều này khiến cho anh cảm thấy mình có cơ hội và chờ cô nàng. Chờ cho tới khi có được cô nàng thì thôi, cho đến sáng hôm sau Tiểu Thất nhận được cuộc gọi về thông tin con rùa, còn Phương Liệt đi làm thì kể lại mọi chuyện cho anh Giai nghe để ghen. Anh Giai bên ngoài thì mặt lạnh lùng nhưng thực ra rất ghen. Tiểu Thất cũng đã tới phòng thí nghiệm rồi và Alan bước tới, hắn ta muốn có một cuộc giao dịch vì cô ta có rất nhiều bí mật. Cô nàng định dùng siêu năng lực nhưng không DUC nên lao vào xô sát, lúc cô ngã ra thì bị chảy máu và hắn nhìn được màu máu của cô là màu xanh khác với người, hắn đột nhiên nảy ra nhiều ý tưởng. May mắn Phương Liệt tới kịp thời nên đuổi được hắn đi, cô được an toàn rồi và anh lái xe DUA cô đi. Ngồi trên xe anh cũng không tha cho cô nàng, khơi gợi chuyện tối qua của cô và em trai mình. Thời gian này anh rất bận nhưng cũng không quên dành ra 2 phút cho nàng, anh còn dặn dò kỹ nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh. Cô nàng đi vào phòng mê mẩn hỏi con rùa của mình hắn ta đã làm gì, lúc này cô đang nghi rằng hắn biết mình là người ngoài hành tinh rồi. Hôm sau cô nàng chuẩn bị đi ăn với Phương Lãnh gì đụng ngay ông em Giai, anh rủ cô đi ăn thì cô từ chối luôn và nói đi với Phương Lãnh khiến anh bối rối. Khi cô bước vào phòng với Phương Lãnh, anh cảm thấy ấm áp lạ thường vì cô đã quan tâm đến mình, nói xong bài lời thì cô rời đi và anh cũng gọi cô lại, anh sẽ bắt cướp giúp em. Giang Tuyết tìm tới bố nam chính, lại với ánh mắt kiên định muốn làm dâu nhà họ Phương, cô lôi cổ phiếu ra và nói nếu đồng ý kết hôn cô sẽ chống lưng cho anh. Tiểu Thất xin nghỉ làm cũng không quên gọi điện cho sếp, thế là anh giật máy của cô gọi luôn với tư cách là tổng giám đốc. Phương Liệt hơi cay chút. Đang âu yếm bên nhau thì bố anh gọi, anh đi về nhà luôn và ông đề nghị anh kết hôn với Giang Tuyết. Ông bắt đầu khuyên ngăn con kết hôn với cô ta để cứu vãn được sự nghiệp và tiền đồ. Anh phản kháng lại,
Người anh thích không phải cô ta, ông bố cứ cầu xin anh hãy cưới Giang Tuyết còn anh thì không muốn. Trên đường lái xe về, anh vừa khóc vừa uất ức vì có ông bố gia trưởng, nhìn thấy tiểu thất mọi buồn phiền của anh coi như tan biến. Nhưng trong lòng vô cùng bất an nên cho cô về để bàn công việc với trợ lý Hàn. Anh muốn trợ lý dừng toàn bộ công việc anh đang làm ở công ty, có lẽ anh quyết định không cần gì nữa chỉ cần mỗi tiểu thất thôi. Cô nàng chạy lên tầng thượng thì thấy Phương Liệt rồi. Tại đây anh cũng nói tôi muốn bên cậu, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi bỏ hết mọi thứ để bên cậu. Đúng là hai người yêu nhau đồng lòng, trước lời dụ dỗ của Phương Liệt cô nàng cũng né. Phương Lãnh cũng cảm thấy hèn hạ khi đánh đổi người mình yêu lấy sự nghiệp và cả hai quyết định chọn nhau nhưng cả hai đều không nghe được lời nói này. Hôm sau Phương Lãnh tới tìm tiểu thất chơi, Alan cũng lén lút đi theo hai người để kiểm tra. Lúc hai người về nhà, cả hai đang tìm cách giúp Phương Lãnh nhớ lại được mọi chuyện. Cô cũng dùng hết trí não để làm ra được mùi nước hoa, anh vẫn mải mê làm việc cho đến sáng thì cô đã gục rồi, anh nhẹ nhàng gọi cô dậy, anh liền mang công thức rời đi. Tiểu thất ra ngoài với vẻ mặt buồn ngủ thì đụng ngay Alan, cô định sử dụng năng lực nhưng không được vì không có sức thế là bị hắn ta khống chế lôi đi. Hôm nay là ngày họp báo cuối, Giang Tuyết tới gặp Phương Lãnh thật lòng muốn giúp anh, nhưng lại bị anh từ chối thêm một lần nữa, lần này anh nói không thô bạo nữa mà nhẹ nhàng, còn cảm ơn cô. Anh tới công ty thì tiểu thất lại mất tích, cô nàng bị Alan nhốt ở một nơi hoang vu. Hắn liền lấy dao cứa vào chân cô, dòng máu xanh chảy ra. Cô lừa hắn đi lấy đồ sưởi cho mình để cô tranh thủ đốt dây chói. Nhưng mặt cô thâm quá, hắn mang chăn tới thì người cô đã lạnh cóng rồi, cô giả vờ như chết để tháo dây. Hắn đã phát hiện ra được bí mật rồi và tiêm một chất lỏng vào người cô. Cô cũng dùng năng lực ném hắn vào tường, không chịu để con mồi đi nên hắn cầm gậy tới đánh cô. Mọi người ở công ty cũng đã định vị được nơi cô ở hoang vu ở ngoại thành. Hai anh em nhà họ Phương phi xe 200 km/h tới đón cô mệt quá, mở mắt ra thì đã thấy Phương Lãnh rồi nhưng không, là cô hoa mắt nhìn nhầm. Alan đang hút máu của cô để làm thí nghiệm. Hai anh em cũng tìm khắp nơi, cô nàng sắp không ổn rồi, tên khốn này lúc lấy xong máu mà vui mừng nên gây tiếng động nên hai anh em xông tới đấm hắn ta. Trong lúc giằng co hắn định đâm Phương Liệt, anh Giai chạy ra đỡ dao bằng tay khiến tay mình chảy nhiều máu và họ cũng thành công cứu được tiểu thất về. Nghĩ lại mọi chuyện, Phương Liệt quyết định từ bỏ cô nàng. Lúc cô tỉnh lại thì thấy có anh bên cạnh rồi, cô vội vàng ôm chặt lấy anh và anh bế cô đi soi gương. Cô nàng kêu hắn chạm vào mặt nên anh lấy bọt da tẩy trang cho cô rồi hôn cô nhiều cái. Cơ thể cô yếu ớt lắm, cô nhận ra mình có vấn đề nên muốn ở một mình nhưng lại bị ngất, anh vội vàng đưa cô về nhà chị Sài để được ăn cơm. Trong lúc tranh thủ anh không ở đây nên nhờ con rùa kiểm tra cho. Giờ cơm đến rồi, con rùa ra sức ngăn cô không được ăn đồ trái đất, nhưng anh đút cô vẫn ăn cho đến khi anh rời đi thì cô mê mẩn nôn hết ra. Sắp tới có cơn mưa to, bác sĩ Hàn khuyên nam chính tới đó đón mưa mong nhờ cơn mưa mà anh nhớ lại được toàn bộ. Tiểu thất cũng sắp về thế giới của mình nên cũng muốn làm gì đó để anh quên đi mình. Hôm sau anh tìm cô nàng, anh muốn trước khi mất ký ức thì ngày nào cũng sẽ chụp ảnh với cô làm kỷ niệm để minh chứng. Bốn người họ liền cùng nhau đi xem phim cảm động, chị Sài khóc to quá trời. Tại đây chỉ có bốn người, anh thổ lộ ra mình mắc bệnh nhưng với người con gái mình yêu càng khó khăn hơn nên muốn được lưu giữ đủ mọi khoảnh khắc. Nghe anh nói xến xẩm mà cô nàng chạy ra ngoài. Anh chạy theo sau, ôm chặt cô từ đằng sau, cả hai người cùng ngắm nhìn bầu trời, cô xin lỗi anh vì sắp tới không còn ở bên anh nữa. Với những lời động viên thì cô cũng trấn tĩnh hơn. Hôm sau bác sĩ Trương cho cô vào phòng xem ký ức của anh. Cô định cắm virus vào cho hỏng toàn bộ để anh quên đi cô nhưng không kịp. Ở công ty, bà mẹ kế chạy tới cho người lấy hết đồ của nam chính mang ra ngoài. Anh bất lực gọi Phương Liệt ra ngoài nói chuyện với mình, bàn xong công việc nên và Phương Liệt cũng hiểu ra không muốn cướp người anh yêu. Ra ngoài gặp tiểu thất đang lảng vảng chỗ kho ký ức của anh Giai, cô đòi anh mở ra nhưng vô tình cọ sát chảy máu. Lúc này Phương Liệt sợ hãi sao máu cậu lại màu xanh. Anh bất ngờ nhìn máu của cô rơi xuống tạo thành một viên Sophia. Phương Lãnh vẫn đang bận rộn với đống nước hoa để làm dự án nên không biết chuyện này. Phương Liệt mở của cho cô vào. Cô không do dự mà cắm virus vào rồi, cô khóc cạn nước mắt, tự nhiên hệ thống cảnh báo. Phương Liệt đẩy cô nàng ra ngoài còn mình đứng ở trong. Phương Lãnh mê mẩn chạy tới thì nhìn thấy thằng em. Nếu là người khác anh giết người rồi đấy. Anh mê mẩn lái xe tìm tiểu thất và nhờ trợ lý Hàn khôi phục lại toàn bộ. Cô nàng trốn đi và chị Sai giúp cô trốn nhưng anh chửi bới khiến cô sợ mà lòi đầu ra. Anh tức điên lôi cô tới nói chuyện, chuyện cô làm lần này như xé muối vào tim anh lớn tiếng quá nhiều rồi cũng nhanh xin lỗi, anh nói chỉ cần cô thôi người khác anh không cần. Bỗng dưng có một tiếng sét, đài báo đêm nay mưa lũ to đùng. Anh nói xong rồi cũng rời đi, cô nàng khóc một mình trong phòng, nam chính vẫn đứng trước nhà cô mặc kệ trời mưa.
chỉ mong cô quay lại nhìn anh một lần. Hai người mắt nhìn nhau, trời mưa lớn, anh bắt đầu lạnh rồi. Cô khóc nhìn anh thảm thiết quá không chịu được nên nhờ chị Sài gọi anh vào nhà. Trong cơn mưa to này, đầu anh bỗng nhiên đau nhói, anh nhớ lại ký ức mất mẹ năm đó, cũng là đêm mưa to như này. Thấy anh quằn quại như vậy, cô liền chạy tới ôm anh, chính khoảnh khắc này anh nhớ ra được toàn bộ câu chuyện. Thấy anh ngất rồi, bố anh cũng đi tới đưa con trai mình đi bệnh viện, nghe nói tình trạng của anh bất ổn hơn. Phương Liệt thấy cô liền cùng cô ra ngoài nói chuyện cho đỡ buồn. Giang Tuyết vì quá yêu nam chính mà không màng tiền tỷ chi ra để mời bác sĩ giỏi nhất tới chữa cho anh. Anh tỉnh lại đã nhớ ra được mọi chuyện rồi, hai bố con chất vấn nhau. Phương Liệt giờ cũng đã biết rõ Tyler Thất là người ngoài hành tinh rồi, họ cũng chuẩn bị tới thăm anh trai. Họ vừa bước vào thì anh Lãnh giả vờ quên hết mọi chuyện, Tiểu Thất cũng vui mừng vì anh quên rồi nhưng đột nhiên anh hôn cô một cái rồi nói phù phiếm khiến cô bực mình ra ngoài. Lúc này hai anh em bắt đầu nói chuyện, anh trai tra tấn thằng em để hỏi chuyện. Nếu Tiểu Thất muốn về thì họ sẽ giúp cô nàng tìm ra máy tín hiệu và thế là hai anh em hợp tác đưa cô nàng tới bar, còn nam chính giả làm dancer. Anh Dance Lãnh đi tới và chìa tay ra với Tiểu Thất, cô bất giác đưa tay lên cầm lấy tay anh. Hai người họ cùng nhảy múa, hai người họ cũng đã hóa giải mọi chuyện, anh cũng nói anh nhớ được mọi thứ rồi. Anh ép cô lấy máy tín hiệu ra nếu không cô sẽ không ổn nhưng cô nàng chạy mất. Anh liền lái xe tới bệnh viện muốn kiểm tra tim nhìn thì có một dị vật, anh muốn phẫu thuật lấy nó ra. Phương Liệt cũng ngăn cản, nhưng anh không thể vì như vậy mạng sống của Tiểu Thất sẽ không còn. Con rùa bị anh Lãnh mang đi, nó cũng muốn nói gì đó với anh nhưng anh không hiểu. Thế là con rùa thành tinh biết gõ gốt ra đời, nó gõ máy tính cho anh mọi thứ từ Tiểu Thất nên hôm sau đã nhờ quản lý Hàn mang nước riêng biệt đến cho cô. Phương Lãnh khăng khăng đòi phẫu thuật nhưng đám bác sĩ sợ hãi, Giang Tuyết đã tìm được người cao tay để giúp anh ta. Tiểu Thất tìm rùa của mình mà không có nên gọi Phương Liệt ra nói chuyện, nhưng cô cứ thấy anh vòng vo nên hỏi mãi. Lúc này anh không giấu được nữa, nên kể ra cho cô. Cô nghe xong mà mê mẩn muốn tới bệnh viện để cứu anh. Nhưng trong phòng cấp cứu thì ai mà vào được, chỉ có mỗi con rùa ở đó. Cô cho thời gian ngừng lại, cầu xin con rùa đừng lấy ra nếu không anh sẽ chết. Nhưng là một người trợ lý đồng hành làm sao nó lại để cô phải khóc lóc khổ như vậy. Nó nguyện dùng tính mạng của nó để lấy được tín hiệu và giữ mạng sống lại cho anh. Chỉ 2 giây sau con rùa cũng làm được rồi, bác sĩ cũng đi ra ngoài và đưa cho cô con rùa với tín hiệu. Ca phẫu thuật thành công đều nhờ vào con rùa nhỏ này. Khi tỉnh lại Phương Lãnh cảm thấy rất bình thường nhưng vừa nghe rằng Tiểu Thất đi về nhà rồi khiến anh đau nhói vì người mình yêu không được bên cạnh mình. Cô định về nhà nhưng chưa tạm biệt anh nên quay lại bệnh viện để chào anh lần cuối. Cô cũng tìm được xe của hai anh em nhưng anh trai không muốn gặp cô để bớt đau lòng, bớt níu kéo. Tiểu Thất không gặp được nên gọi điện cho hai anh em nhưng không ai bắt máy. Thế là cô gửi tin nhắn cho anh nếu chiều nay không gặp cô sẽ vứt máy tín hiệu đi. Nhưng đến chiều ngồi đợi trên cầu. Mãi sau anh mới xuất hiện, cô chửi anh khốn nạn nhưng anh vẫn ôm lấy cô nhẹ nhàng. Anh hỏi cô sau này thế nào, cô nói không muốn đi nữa, nếu đi sẽ không quay lại được nhưng anh lo cô sẽ chết. Nhưng cô nàng cũng không quan tâm vì thời gian ở đây vui vẻ biết nhường nào. Cô dựa vào anh rồi ôm lấy anh từ sau, anh khóc lóc hứa sẽ bù đắp mọi thứ cho cô. Cô định ném tín hiệu đi thì anh giữ lại bấm nút cho cô. Anh khóc lóc anh không muốn em phải chết, cô nàng dỗi anh vì anh lừa mình. Anh nói hết lời yêu thương lần cuối rồi hôn lấy cô nàng. Hai người ôm chặt nhau trong nước mắt. Trước khi rời đi cô nàng muốn cùng anh lập lại ký ức yêu đương của hai người. Thế là họ bên nhau suốt ngày đêm không xa rời. Làm đủ những hành động của một couple mới yêu. Năm người cùng nhau ăn cơm, vui vẻ. Trước giờ cơm cô nàng phải chụp ảnh cúng lóc két đã thì mới ăn uống được. Thế là hôn nhau trước mặt mọi người. Bọn họ lại còn public ảnh yêu nhau trên mạng xã hội nữa. Trước khi đi cô nàng tặng Phương Liệt một đống ảnh vũ trụ. Tuy say nhưng anh vẫn ôm cô nàng để cảm ơn. Anh trai nhìn thấy thì e hèm, thằng em chỉ xin đúng một phút ôm cô mà thôi. Sau đó mọi người đi về nhà, anh cũng đưa cô về nhà mình, thấy cô nàng ngủ ngon như vậy anh không nỡ đánh thức. Đến lúc tắm xong thì thấy cô ngủ say lắm rồi, anh lên giường nằm cùng và chói tay cô vào tay mình vì sợ mai dậy cô biến mất. Anh ngủ mơ đến mức hét ầm ĩ em đừng đi khiến cô tỉnh dậy, cô ôm chặt lấy anh và nói yêu yêu. Sáng tỉnh lại thấy cô vẫn bên cạnh mình nên anh vui vẻ lắm, anh đi chuẩn bị bữa sáng. Thời gian như màu hồng của cặp đôi cũng nhanh chóng sắp tàn, đĩa bay cũng đã tới. Hai người ôm chặt nhau như chưa hề có cuộc chia ly nhưng không phải, là thằng em trai mang một đống bóng bay tới dọa họ sợ khiếp vía. Anh lại hôn cô phát nữa, bóng tay trên tay cô thả ra, khung cảnh nên thơ chữ tình. Phương Lãnh ngồi xe thì bị bà mẹ và ông chú lôi cổ về chửi. Bà mẹ ảo quyền lực cứ muốn con mình phải thế này thế kia nhưng anh lại không muốn như vậy. Anh chia sẻ mọi thứ với bà, tuy bà đau lòng nhưng với lời con trai cầu xin và cũng không bắt ép nữa.
Cặp đôi chính của chúng ta nắm tay nhau trên trung tâm thương mại đúng nơi đầu tiên mà cô nàng đáp xuống trái đất. Anh đưa cô đi shopping, cứ đồ nào đẹp là mua không cần nhìn giá. Một cô nhân viên thấy cặp tình nhân kia chia tiền mạnh vậy nên cô ta định ra quyến rũ thì tiểu thất ghen luôn, đánh dấu chủ quyền luôn. Họ vừa ra ngoài, hai người còn vui vẻ tranh chấp vì ghen. Bỗng nhiên anh va phải một người đàn ông, thời gian dừng lại anh chợt hiểu ra vấn đề, quay người nhìn xung quanh thì không thấy tiểu thất đâu. Anh đứng dậy ôm đầu khóc lóc. Em rời đi như vậy anh biết phải làm sao đây, anh ngồi giữa đường khóc lóc mong có phép màu xảy ra. Thời gian cũng dần trôi đi, Lãnh lại về với chức vụ của mình. Hai anh em họ cùng nhau làm việc phát triển công ty, những thứ nước hoa mà tiểu thất làm ra cũng đã được đi vào sản xuất. Ở trong căn penthouse to vãi nổi, chỉ một tiếng động thôi cũng khiến anh tưởng cô quay lại thăm anh. Lại có thêm buổi họp báo, anh đứng chính nói chuyện chia sẻ về nước hoa ngày hôm nay, mọi người hỏi anh về chuyện tình cảm, anh cũng không ngại ngùng mà chia sẻ câu chuyện của mình ra. Trời đang yên đang lành ngồi trò chuyện công việc bỗng trời sắp đổ cơn mưa to. Hai anh em họ vẫn nhớ tiểu thất lắm dù đã trôi qua vài năm rồi. Anh đi xe tới nơi làm nước hoa cùng tiểu thất vào năm đó. Anh ngẩng mặt lên trời, bao giờ em mới về thăm anh đây? Bỗng nhiên có một cô gái đi tới bên anh, là tiểu thất, nhưng anh không tin lắm nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, cô chủ động hôn anh còn lấy mọi thứ ra chứng minh. Anh ném luôn đi và ôm chặt lấy cô hôn mãnh liệt, hai người ôm nhau xoay vòng trên bãi cỏ này, vừa nay hạnh phúc bên nhau vì cô được phép ở lại trái đất rồi.